Chào quý vị và các bạn, mời quý vị theo dõi chương trình Cửa sổ tâm hồn của Đài Phát thanh Truyền hình Bình Phước. Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc sống có nhiều người hay than phiền về cuộc sống của mình và thường chán nản mỗi ngày và luôn cho rằng mình là kẻ thất bại. Thế đã bao giờ quý vị và các bạn thử hạnh phúc theo cách của người khác chưa? Nghe qua thì có vẻ đầy mâu thuẫn và khó thực thi, nhưng hãy dành ít phút để suy ngẫm, có thể quý vị và các bạn sẽ tìm ra được thông điệp nào đó cho riêng mình. Dường như cuộc sống hiện đại ngày càng khiến cho con người trở nên mệt mỏi, chí nghĩ và mang nhiều cảm xúc buồn bã. Quá nhiều công việc, quá nhiều mối quan hệ và cũng lắm thứ phức tạp. Vật chất đủ đầy không phải lúc nào cũng mang lại niềm vui và tiếng cười. Cuộc sống bình yên chưa chắc đã khiến ta mãn nguyện. Bằng chứng là càng có quá nhiều thứ, con người càng mất đi nhiều giá trị tinh thần. Tôi hay quan sát một cô bạn, hầu hết thời gian trong ngày cô ấy giam mình trong phòng và lên Facebook. Cô nàng này thường xuyên có những bài viết đầy tâm trạng, khi thì than vãn, khi mình bị cảm triền miên, lúc lại ngồi trách móc mối tình đã qua, trong khi chính cô ấy là người làm tình yêu tan vỡ. Rồi có lúc cô ấy lại bật khóc khi cô đơn, hoặc ghi vài dòng kể lể rằng không tìm được hướng đi cho mình, không biết mình đang thật sự cần gì và muốn mình chết đi cho thanh thản. Tôi không biết cô ấy gặp chuyện gì, nhưng việc học của cô ấy vẫn suôn sẻ, gia đình cũng không có gì xích mích, chỉ có chuyện tình cảm khiến cô ấy mệt mỏi. Mà theo tôi, cũng do tính cách phức tạp của cô ấy nên tình yêu luôn vỗ cánh bay đi. Lại một trường hợp khác, có một anh chàng nọ rất đẹp trai, học giỏi, gia đình khá giả, anh ấy có nhiều thứ mà nhiều người mơ ước cả đời vẫn không có được. Thế nhưng lúc nào anh ấy cũng thở dài, gia đình anh ấy quá đủ đầy nên anh ấy không có động lực để phấn đấu. Anh ấy không có đam mê gì, không thích gì vì anh ấy không thiếu thứ gì cả. Anh chàng cũng có người yêu rất dễ thương, rất đài cát và khéo léo. Họ là một cặp đôi hoàn hảo vì cha mẹ hai bên đều rất thân nhau và có ý sắp đặt cho hai người. Nhưng anh ấy không yêu cô ấy. Những khi chỉ có một mình ngồi ngẫm nghĩ về bản thân, anh thường nói, giá mà cuộc đời đừng cho tôi quá nhiều thứ. Chính vì quá hạnh phúc nên dần già tôi không còn cảm nhận được nó và trân trọng nó nữa. Tôi phải làm gì đây khi không có việc gì để làm, không có ai để yêu và chẳng phải chờ đợi hy vọng vào bất cứ thứ gì. Vâng, thưa quý vị, khi bạn cảm thấy rằng cuộc sống của mình hơi tẻ nhạt và vô nghĩa, hãy nghĩ đến người khác. Khi bạn cố tìm kiếm hạnh phúc trong cuộc sống của mình mà mãi vẫn không thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn, mãi không thể tự làm cho bản thân hạnh phúc, bạn hãy hỏi người khác, hỏi xem điều gì khiến họ hạnh phúc và thử hạnh phúc theo cách của họ xem sao, đảm bảo sẽ có một sự khác biệt. Cô bạn của tôi sau khi áp dụng điều đó đã hiểu ra rằng hạnh phúc đơn giản chỉ là được mẹ khen nấu ăn ngon, một người bạn đã nói cho mình nghe và mình thử vào bếp một bữa thay vì cắm cúi online sáng tối. Cả gia đình cùng quây quần và trò chuyện, được mẹ khen, quan tâm hỏi han, mình mới nhận ra đó chính là hạnh phúc. Còn chàng trai có cuộc sống gần như hoàn hảo kia đã quan sát những người lao động và hỏi họ hạnh phúc là gì. Họ nói rất đơn giản. Hạnh phúc là chúng tôi khuân xong tất cả những bao tải gạo lên xe và được nhận tiền lương trong ngày. Thế là anh bắt đầu thử. Rất vất vả, bởi trước giờ anh đâu quen với công việc thế này. Khi làm xong, mồ hôi nhễ nhại, quần áo lấm lem cả, nhưng nhận được một món tiền nhỏ do chính sức mình làm nên, anh bỗng cảm thấy hạnh phúc. Anh mỉm cười, một niềm vui nho nhỏ nhưng có giá trị to lớn. Nó giúp anh hiểu rằng anh nên trân trọng cuộc sống của mình hơn thay vì ghét bỏ nó. Quý vị và các bạn ạ, một lúc nào đó nếu cảm thấy không hạnh phúc thì hãy hỏi người khác xem hạnh phúc là gì nhé. Họ sẽ trả lời cho bạn. Có thể bạn sẽ ngạc nhiên trước những định nghĩa về hạnh phúc của họ. Nhưng thử cảm nhận và trải nghiệm mà xem, bạn sẽ thấy họ nói đúng. Khi bạn không tự làm cho mình hạnh phúc được thì hãy tập hạnh phúc theo cách của người khác xem sao. Quý vị và các bạn thân mến, phần cuối của chương trình Cửa sổ tâm hồn hôm nay, chúng ta cùng đến với câu chuyện Không chỉ nhìn bằng mắt. Mình chắc nhau không gặp ở bia đại anh em rồi đâu.
Tôi tham gia một câu lạc bộ cộng tác viên với đài truyền hình. Những ngày đầu tôi chỉ có thể gặp mặt anh chủ tịch qua những mẩu nói chuyện ngắn trên Yahoo, qua mail hay trên Facebook. Anh lớn hơn tôi 1 tuổi, nhưng những kinh nghiệm của anh khiến chúng tôi phải nể phục. Anh quản lý gần 100 thành viên của câu lạc bộ hết sức dễ dàng. Anh phân công công việc rạch ròi và chưa từng khiến ai phải phàn nàn. Nghe những vị tiền bối kể lại, anh có rất nhiều đóng góp với câu lạc bộ, tham gia tích cực những chương trình của đài và nhận được không ít lời khen ngợi. Tôi nuôi trong mình một hình ảnh anh chủ tịch đẹp trai, giỏi giang và năng động. Ngày tôi gặp anh lần đầu tiên, tôi thực là tôi không giấu nổi niềm thất vọng. Anh thấp và đen hơn rất nhiều so với trí tưởng tượng của tôi. Anh chẳng có nụ cười sáng chói như tôi vẫn nghĩ. Mọi thứ trong tôi dường như sụp đổ. Nhưng rồi khi về tới nhà và ngồi ngẫm nghĩ, dáng vẻ đâu làm nên tính cách, lùn hay cao đâu có nghĩa khả năng làm việc của người đó tốt hay xấu. Đẹp trai hay không cũng đâu thể suy ra sự hiệu quả của năng suất làm việc. Sẽ ra sao nếu có người nào đó mới chỉ nhìn qua ngoại hình của tôi và phán luôn một câu xanh sờn rằng tôi là một người xấu tính. Tôi vẫn luôn phê phán cái sự nhìn mặt mà bắt thành rong, vậy mà chính tôi lại mắc phải lỗi sai ấy. Thật may mắn khi tôi hiểu về anh trước khi gặp mặt, may mắn khi đã không bị chính đôi mắt của mình đánh lừa. Những lúc rảnh rỗi, tôi thường lân la ở thư viện của xã để đọc truyện và sách báo, mà một thư viện nhỏ bé nằm trong một thôn nhỏ bé của vùng quê xa phủ, xa tỉnh. Những cuốn sách truyện ở đây phần nhiều đều là đồ cũ, được các bạn ở thành phố tốt bụng chia sẻ. Dù nhiều quyển bìa sách đã chẳng còn nguyên vẹn, giấy mực chẳng còn nguyên màu, nhưng chúng tôi vẫn thích mê những chiều ngồi chăm chú vào những trang sách. Và trong những ngày như thế, tôi đã được biết về câu chuyện nồi cơm của Khổng Tử. Trong một lần dẫn học trò đi du thuyết, thầy trò Khổng Tử cùng nhau dừng chân ở một ngôi nhà nhỏ để ăn trưa trước khi tiếp tục lên đường. Khi Khổng Tử đi ngang qua bếp thì thấy cậu học trò được phân công việc nấu cơm đang mở vung và ăn vụng. Khổng Tử lấy làm buồn lắm. Tới bữa cơm, Khổng Tử nói với người học trò về ý định xới một bát cơm đặt lên bàn thờ tạ ơn cha mẹ và đất trời. Ai cũng đồng tình, riêng người học trò ấy lại không. Thấy lạ, Khổng Tử bèn hỏi chuyện thì được biết, do không cẩn thận, để bổ hóng và bụi trên các thanh sàng ngang của bếp rơi vào làm bẩn nồi cơm. Người học trò ấy đã mạn phép thầy và các vị huynh đệ khác ăn trước phần cơm bẩn, nhường phần cơm sạch cho mọi người. Và vì thế bữa trưa này người ấy không hề động vào bát đũa mà chỉ nhìn người khác ăn. Học trò ấy nói, cơm đã ăn trước thì không nên cúng nữa ạ. Lúc ấy Khổng Tử mới vỡ lẽ ra mọi chuyện. Khổng Tử ngẩng mặt lên trời và than rằng, trên đời này có những việc chính mắt mình trông thấy rành rành mà vẫn không hiểu được đúng sự thật. Trong một cuốn sách khác của một tác giả trẻ, có một câu chuyện kể về sự đau khổ của một cô gái khi người yêu đột nhiên rời xa mình. Cô gái ấy yêu chàng trai tha thiết, cô chấp nhận từ bỏ sự năng động, từ bỏ nhiệt huyết tham gia hoạt động xã hội để ở bên chàng trai cả ngày. Cô gái chấp nhận vứt bỏ những đam mê, những tham vọng vươn lên chỉ vì chàng trai đó là người xa trưởng, không thể đón nhận một con người yêu tài giỏi hơn mình. Cô hạn chế tiếp xúc với mọi người để tránh những sự ghen tuông của chàng trai. Nhưng cuối cùng, chàng trai ấy vẫn quyết định ra đi. Cô gái tìm mọi cách để giữ chân chàng trai, nhưng mọi thứ đều trở nên vô ích. Cô đã khóc suốt mấy tháng trời, cô đau khổ vật vã suốt bao nhiêu đêm, oán hận chàng trai bao nhiêu năm dài sau đó. Rồi cô bình tĩnh lại, cô trở lại là cô của ngày xưa, của những ngày nồng nhiệt và ham sống, ham cống hiến. Khả năng của cô dần dần được bộc lộ, cô trưởng thành hơn rất nhiều, mạnh mẽ hơn và bản lĩnh hơn. Một ngày nọ, không biết tình cờ hay hữu ý, cô và chàng trai gặp lại nhau, hai người hàn huyên tâm sự mấy tiếng đồng hồ. Cô biết được lý do năm xưa chàng trai ra đi, vì anh yêu cô, nhưng anh không thể chiến thắng những thói gia trưởng trong mình. Anh chia tay cô trong đau khổ, nhưng anh biết đó là cách tốt nhất để cô sống thật là cô, để cô có thể làm mọi điều cô muốn mà không hề chịu sự trói buộc nào.
Giờ đây cô thành công, cô vui vẻ, nhưng đôi khi cô vẫn không nguôi nghĩ về những điều mắt mình nhìn thấy, tai mình nghe thấy, nhưng vẫn chẳng thể nào hiểu hết. Vâng, thưa quý vị, đôi mắt vốn được coi là cửa sổ giúp ta ngắm nhìn thế giới, để ta thu vào đó những hình ảnh giúp não và trái tim phân tích những cảm xúc trong lòng. Không chỉ riêng bạn, mà ngay cả bản thân tôi và mọi người cũng đặt quá nhiều tin tưởng vào đôi mắt của mình, để rồi phải ngậm ngùi nhận ra, một khi mắt chỉ biết nhìn và thu hình, một khi mắt thụ động làm việc mà không truyền thông tin tới não, tới trái tim để cùng nhau thẩm định, mắt không hề đáng tin như ta nghĩ. Chẳng có gì là tuyệt đối, mọi sự đúng đắn cũng chỉ mang tính tương đối. Vậy nên đừng đặt quá nhiều tin tưởng vào đôi mắt của chúng ta. Hãy cảm nhận mọi việc, nhìn nhận vấn đề bằng cả trái tim, bằng sự tin tưởng và cảm thông, bằng sự thấu hiểu bạn nhé. Chương trình Cửa sổ tâm hồn của Đài Phát thanh Truyền hình Bình Phước xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.